Khi giao tiếp, ấn tượng đầu là điều then chốt cho dù các anh chị đang làm cho những công ty tầm cỡ cho tới những công ty bình thường. Lưu ý là ấn tượng đầu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Hình ảnh một chuyên viên chăm sóc khách hàng không chuyên nghiệp, hành xử thiếu lịch sự sẽ không được đánh giá cao, cũng như là có thể tạo ra những khó chịu, từ đó mâu thuẫn với khách hàng có thể phát sinh. Lỗi thứ hai là không nhìn vào mắt khách hàng khi nói chuyện. Lỗi thứ ba là bắt khách hàng phải chờ quá lâu. Lỗi thứ tư là liên tiếp chuyển khách hàng qua nhiều bộ phận khác nhau. Tiếp theo là cố gắng xử lý việc khác khi đang nói chuyện với khách hàng. Còn bây giờ, hãy cùng tôi đi tìm hiểu về yếu tố đầu tiên của âm điệu là ngữ điệu hay inflection. Ngữ điệu inflection là cách thay đổi cao độ của giọng nói. Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu hay mạnh mẽ, dứt khoát, lên cao, xuống thấp đều là do ngữ điệu của các anh chị. Ngữ điệu tốt sẽ tạo được cảm tình từ phía khách hàng, thể hiện sự quan tâm và lo lắng đối với lợi ích của khách hàng. Ngược lại, một giọng nói thiếu ngữ điệu, thiếu sự nhấn nhá thì sẽ trở nên đơn điệu, gây nhàm chán cho khách hàng. Chào mừng bạn đến với các khóa học kỹ năng cùng chuyên gia tại nền tảng giáo dục trực tuyến Kina. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán thu tiền tại nhà, đầu tiên bạn cần kích hoạt khóa học. Kina sẽ gửi phong thư chứa mã kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tới địa chỉ của bạn. Đăng nhập tài khoản và điền ngay mã tại trang kích hoạt. Khóa học sẽ được thêm vào mục Khóa học của tôi. Với các phương thức thanh toán trực tuyến, khóa học sẽ được tự động thêm vào khóa học của tôi sau khi giao dịch của bạn được xác nhận. Để xem các khóa học mà bạn đang sở hữu, hãy truy cập website kina.vn và đăng nhập tài khoản của bạn. Từ trang chủ, bạn có thể dễ dàng vào trang khóa học của tôi. Kina thiết kế trang khóa học của tôi như quyển nhật ký hỗ trợ bạn quản lý các hoạt động học tập hiệu quả. Để giúp bạn theo dõi lịch sử học tập, các khóa học được tự động sắp xếp theo trạng thái đã mua và đã học. Trên từng khóa học, Kina sẽ thông báo đến bạn tiến độ học tập hiện tại. Học liệu từ tất cả các khóa học được xếp gọn gàng tại thẻ tài liệu. Giờ đây, bạn có thể truy cập tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào mà không cần tỉ mẩn xem lại từng video bài giảng. Hỏi đáp với giảng viên và lịch sử tương tác cùng các học viên khác sẽ được tự động tập hợp theo tên khóa học. Đây là một chức năng rất được yêu thích tại Kina vì nó làm cho việc ghi nhớ kiến thức trở nên thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, từ trang cá nhân của mình, bạn có thể dễ dàng quản lý mọi giao dịch tại Kina và hoàn thành thanh toán các khóa học. Với mong muốn đem lại sự tiện lợi cho học viên, Kina xây dựng giao diện học tập linh hoạt, hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị, từ máy tính bảng, tới điện thoại di động. Giờ đây, kiến thức chỉ còn cách bạn một cú lích chuột. Trong quá trình xem video bài giảng, bạn có thể nhanh chóng tạo các ghi chú và tóm tắt ý chính của bài học. Video bài giảng được sắp xếp xen kẽ cùng với các bài tập trắc nghiệm để giúp bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn và làm cho quá trình học thú vị hơn. Với mong muốn tăng trải nghiệm tương tác, Kina phát triển chức năng hỏi đáp linh hoạt. Bạn có thể hỏi đáp thỏa thích với giảng viên và thảo luận với các học viên khác để thỏa mãn các nhu cầu kiến thức tức thời. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận online miễn phí. Nếu bạn muốn chạm vào thành quả của mình, Kina sẽ cung cấp cho bạn chứng nhận offline.
được lồng trong khuôn gỗ có chữ ký và đóng dấu của công ty. Trong trường hợp video hướng dẫn này vẫn chưa thỏa mãn hàng vạn câu hỏi của bạn, hãy liên hệ với Kina qua số hotline 1900 636409 để được hỗ trợ nhé. Kina, nền tảng giáo dục trực tuyến về kỹ năng hàng đầu, được tin tưởng bởi hơn 200 chuyên gia và hơn 300.000 học viên trên cả nước. Cùng Kina chinh phục mọi kỹ năng để nâng tầm sự nghiệp và làm chủ cuộc sống.